chứng kiến buổi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Người được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên của tỉnh Hưng Yên là một nhân viên khoa ngoại chuyên khoa, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Rất vinh dự là người đầu tiên tiêm mũi vaccine lịch sử của tỉnh Hưng Yên, là người tuyến đầu chống dịch, thì tiếp xúc với bệnh nhân thì tôi cảm thấy tự tin hơn. Buổi tiêm đầu tiên diễn ra an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, với 66 liều vaccine được tiêm cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Sau khi tiêm vaccine xong thì tôi cảm thấy là cơ thể vẫn rất là khỏe mạnh ạ. Mặc dù là đã được tiêm vaccine, xong mà mình vẫn cứ phải áp dụng các cái biện pháp phòng chống như là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, và khi mà tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm thì chúng tôi đều phải mặc quần áo bảo hộ. Trước khi tiêm chủng cái nọ vaccine là không được rung lắc, chúng tôi đã được tập huấn rất là kỹ lưỡng rồi, nên là các khâu tiêm rất là an toàn ạ. Chuẩn bị cho cái buổi tiêm chủng đầu tiên thì chúng tôi đã bố trí các cái phòng theo đúng quy định, gồm 5 phòng, tổ cấp cứu cũng đã được tập huấn kỹ lưỡng để đề phòng những cái bất trắc. Đây là buổi tiêm đầu tiên được Sở Y tế tổ chức trước khi triển khai tại 9 trung tâm y tế huyện, thị xã và 4 bệnh viện tuyến tỉnh, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Việc tiêm điểm ở tại thành phố Hưng Yên là cái mục tiêu để làm thế nào chúng ta tiêm an toàn tuyệt đối, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ tiến hành coi như tổ chức tiêm tại 15 cái điểm tiêm mà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong đợt tiêm đầu tiên này, do số lượng vaccine được phân bổ ít, gồm 3.100 liều, nên được ưu tiên cho một số đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch. Mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là phấn đấu 100% người dân thuộc diện tiêm chủng sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm sẽ triển khai thành nhiều đợt dựa vào tình hình cung ứng vaccine và theo mức độ ưu tiên từ cao đến thấp. An toàn tuyệt đối trong tiêm chủng là nguyên tắc số 1 được tỉnh Hưng Yên đề ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc luôn nhấn mạnh, thực hiện thông điệp 5K kết hợp với vaccine là chiến lược lâu dài trong phòng chống dịch COVID-19. Với đợt tiêm chủng đầu tiên này, tỉnh Hưng Yên chính thức bước sang giai đoạn mới, giai đoạn chung sống an toàn với dịch COVID-19.